Vì sao vua trụ hạng Phạm Minh Chính vẫn thách thức Tô Lâm? Trong bóng đá có những đội bóng luôn bị quần tơi tả, nhưng cuối cùng vẫn trụ lại được ở giải đấu. Một trong những nguyên nhân là cách tính toán chiến thuật sao cho không bị ép đến mức phải rời giải. Có những đội bóng tưởng như phải xuống hạng hết mùa lại đến mùa khác, nhưng lại vẫn trụ được hạng thành công, trong khi những kẻ ngang hàng lại lần lượt rớt hạng. Những đội bóng như thế thường tặng được danh hiệu là vua trụ hạng. Trong chính trường Việt Nam hiện nay, Phạm Minh Chính có thể được xem là một ông vua trụ hạng, khi mà những nhân vật tứ trụ được bầu chọn cho nhiệm kỳ này giờ đây chỉ còn lại một mình ông. Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng đã bị ép rời khỏi ghế. Nguyễn Phú Trọng thì chết vì bệnh, và cuối cùng chỉ còn lại một mình thủ tướng là trụ duy nhất cho tới nay. Để trở thành một ông vua trụ hạng trong tứ trụ, Phạm Minh Chính có những ưu thế mà người khác không có. Đó là ông Chính từng làm việc trong ngành tình báo của Bộ Công an, nên ông rất am hiểu về công việc bảo mật, tính trước được những bước đi dự phòng, khiến cho Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm phải bó tay. Không phải ông Chính trong sạch, ông cũng vấy bẩn như những quan chức khác, đặc biệt trong vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang phơi ra trước bàn dân thiên hạ, nhưng Tô Lâm lại không làm gì được. Đấy mới là sự khác biệt của Phạm Minh Chính so với những nhân vật còn lại. Đầu mối của vụ IC là bà Nhàn thì đã đang lẩn trốn rất kỹ ở nước ngoài. Bà Nhàn được cho là đang ẩn nấp tại Đức, là quốc gia đang rất cảnh giác với Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm tung quân hành động là sẽ bị nắm thóp, xem như Tô Lâm bất lực trước bà chủ IC. Để hạ gục được Phạm Minh Chính, hai năm qua, Tô Lâm đã tìm mọi cách, kể cả việc lặn lộn sang tận Dubai để bắt kế toán trưởng IC, nhưng rồi kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Bà Nhàn không hề dùng nhân sự IC vào việc giao dịch với ông Phạm Minh Chính và các nhân vật cấp cao khác, mà bà dùng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Tổng cục 2 đến nay vẫn là thành trì bất khả xâm phạm, rất khó để ông Tô Lâm có thể làm được gì dù đã nắm được chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Vừa lên ngôi, Tô Lâm đã chạm ngay Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký như là bước thăm dò tìm đường đến nhà Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, cho dù ông Ký có bị bắt, bị điều tra thì cũng khó mà khai thác được gì, bởi vì kỹ năng tình báo của ông Phạm Minh Chính khó có thể để cho Nguyễn Xuân Ký nắm giữ bí mật của ông, cho dù ông Ký từng là tay hòm chìa khóa của ông Chính. Ngay tại giai đoạn mà IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu Bệnh viện Nhi Quảng Ninh, điều đó đã được tuyệt đối bảo mật. Còn Phạm Minh Chính thì thế độc tôn của Tô Lâm chưa thể vững bền, thông thường những kẻ chết hụt thì lại hay sống dài. Nếu ông Chính có thể chẳng hề hấn gì sau bao nhiêu sóng gió của chính trường, thì rất có thể về sau ông sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh. Cho dù Tô Lâm có nắm giữ được Bộ Công an, nhưng cả Bộ Chính trị chẳng ai ưa Tô Lâm cả. Hơn nữa, nhóm Nghệ Tĩnh và Hà Tĩnh đang bị Tô Lâm o ép, họ là những nhóm rất mạnh, đang là nạn nhân của Tô Lâm. Nếu có cơ hội thì nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa liên minh lại, thì lúc đó Tô Lâm cũng không dễ đối phó. Dù ông Phạm Minh Chính đã ngửa bài nhưng vẫn chưa thua ván nào, Tô Lâm phải làm sao để hạ được ông đây? Xem ra bài toán hạ bệ Phạm Minh Chính đang là bài toán khó giải nhất với Tô Lâm hiện nay. Chính trường lắm thành phần, đâu phải ai cũng dễ đổ để mà Tô Lâm bắt nạt, mà Phạm Minh Chính là một điển hình. Ông Chính đang là chướng ngại lớn nhất để Tô Lâm chinh phục chức vô địch trên chính trường tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao vua trụ hạng Phạm Minh Chính vẫn thách thức Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Luật trời mới, từ đảng cử dân bầu đến bầu cử đảng bầu. Ở đất nước dân chủ, nếu muốn lên vị trí cao nhất trong chính quyền thì phải được lòng người dân. Nhưng ở Việt Nam thì lại khác, chẳng cần lòng dân, chỉ cần kết bè kéo cánh, tạo ra thế lực mạnh cho phe cánh của mình thì lên được đỉnh cao quyền lực. Lâu nay, người Việt Nam bị đảng phong cho vai trò là ông chủ,
còn cán bộ đảng tự gọi mình là đầy tớ. Nhưng ở đất nước 100 triệu dân này, đầy tớ có quyền bóc lột ông chủ, có quyền sai khiến ông chủ và có quyền bịt miệng ông chủ và hơn thế nữa, bắt ông chủ phải diễn trò dân chủ, vân vân. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc bầu cử tốn kém, nhưng là đảng cử dân bầu, đảng tự tổ chức những cuộc họp riêng tư cho các cấp, ở cấp cao nhất là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng để mà ăn chia. Khi đã chia ghế đâu ở đấy thì lại bắt ông chủ diễn trò hề dân chủ thông qua hình thức bầu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Trên thực tế, bầu cử dân chủ thể hiện được quyền tự do ứng cử và tự do bầu cử. Nếu người dân không được quyền tự do ứng cử, không có quyền tự do lựa chọn khi bỏ phiếu, thì cho bầu cử chỉ là giả hiệu, là phi dân chủ. Tuy nhiên, cứ 5 năm một lần, ông chủ bất đắc dĩ vẫn bị ông đầy tớ lôi đi thực hiện trò hề này, bởi danh sách trúng cử do các ông chủ bầu ra và thật kỳ diệu lại luôn đúng theo danh sách mà các đầy tớ đã chia chác trước đó. Trò chơi phi dân chủ này đã thực hiện trong hơn 70 năm qua, giờ đây trò chơi này cũng hiện luôn trong đảng. Với quyền lực lớn ở trong tay, Tô Lâm từng bước áp dụng quy tắc tô cử, đảng bầu. Bao lâu nay, đảng bắt người dân làm con tin và làm con rối cho trò chơi dân chủ của đảng, thì nay Tô Lâm quay ra biến đảng thành con rối cho nhóm Hưng Yên. Việc tô cử, đảng bầu đã manh nha diễn ra từ khi Tô Lâm chưa lên Tổng Bí Thư. Cụ thể là ngày 6 tháng 6, Tô Lâm buộc Bộ Chính trị phải đồng ý với việc lựa chọn Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Một khi Tô Lâm đã chủ động quyền lực thì thực hiện vở kịch Tô Lâm cử, Bộ Chính trị bầu, thì việc mở rộng cho dân chủ giả hiệu này trong toàn đảng có gì là khó đây. Có thể sắp tới trò chơi tô cử, đảng bầu sẽ trở nên phổ biến hơn. Từ khi cướp được chính quyền đến nay, đảng đã dùng quyền lực tuyệt đối để tước đoạt quyền của nhân dân, bắt người dân phải thực hiện trò hề dân chủ theo ý đảng, để bịp dân dân và bịp dư luận quốc tế. Có lẽ vì thế giờ đây đảng đã gặp quả báo, 5 triệu đảng viên cũng phải diễn vở kịch bầu cử theo ý của những kẻ có quyền thế cao hơn. Luật chơi này đang dần trở nên phổ biến trong đảng. Hậu Nguyễn Phú Trọng, trò chơi quyền lực của thượng tầng đã chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ có phe phái, đàm phán để thỏa thuận, phân chia quyền lực, thì nay kẻ mạnh chỉ cần uy hiếp và triệt hạ sát ván những thế lực khác, rồi từ đó áp đặt luật chơi do chính mình đặt ra mà chẳng cần đàm phán gì nữa. Thời của Tô Lâm không cần phải lấy lòng các phe phái khác để đạt được mục đích, mà đơn giản chỉ cần đánh ra những kẻ cầm đầu phe đối thủ thì lúc đấy chẳng kẻ nào còn dám từ chối đòi hỏi mà kẻ mạnh đưa ra. Với vị thế như hiện nay, Tô Lâm đang kiểm soát toàn bộ. Bộ Công an được Lương Tam Quang thực hiện chính sách Hưng Yên hóa để đảm bảo quyền lực tuyệt đối cho Tô Lâm, thì có thể nói ở ngôi cao Tô Lâm cứ an tâm mà áp đặt luật chơi của mình cho đảng. Hiện nay số ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên chưa nhiều, nhưng với luật chơi tô cử đảng bầu thì không mấy chốc thế lực Hưng Yên sẽ bao trùm lên tất cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin luật chơi mới từ đảng cử dân bầu đến tô cử đảng bầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.